Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Thế Audio Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay đây Bên em sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu quản lý nguồn rất là cao cấp Hàng chính hãng đến từ thương hiệu DK Pro Và sẽ tiếp tục tặng thêm cho anh em những phần quà Khi anh em mua những những chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn này Phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu DK Pro Một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi Thì trước khi vào video anh nào chưa đăng ký kênh chưa nay Hoan hỉ bỏ ra 3 giây cho bên em xin nhá Anh em hoan hỉ nhá cho bên em xin like một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ nữa các video tiếp theo từ Thế Hero ạ. Bên em sẽ giới thiệu chi tiết con này, sau đó sẽ báo cho anh một mức giá cực kỳ là tốt. Cũng như là sẽ có những phần quà dành riêng cho các bác mua những chiếc quản lý nguồn này. Đấy, về thiết kế, em sẽ giới thiệu luôn cho anh em này. Thiết kế bao gồm là một ổ cắm ở trước và có 8 ổ cắm đằng sau. Và mặt trước của nó là mặt tấm phay nhôm. Đấy, tấm phay nhôm được sơn tĩnh điện màu đen rất là đẹp. Đây, phiên bản cao cấp nhất đến thương hiệu DK Pro một dòng quản lý nguồn chính hãng và sẽ được bảo hành cho là một năm ok chưa đấy và màn hình con này nhá con này đặc điểm đặc biệt của nó là màn hình rất là lớn đấy, màn hình hiển thị thông báo số vôn này cũng như là à, các cổng kết nối anh em có thể bật tắt từng cổng bằng cách là bật đi nó sẽ tắt ở đây đấy tắt đi bật lên tắt đi đấy bật tắt từng cổng kết nối và là khi mà anh em tắt tắt đi nó sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng một. Và khi anh em muốn bật lên sử dụng thì anh em bật công tắc này sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8. Sẽ giúp cho anh em là tất cả các thiết bị âm thanh em đấu vào đây ấy nó sẽ không gây tiếng bụp ra loa, không gây tiếng nổ loa. Anh em cắm vào các cái cổng 8 cổng 7 này là cắm các cái men đẩy vào. Khi tắt đi nó sẽ tắt đầu tiên. Lúc đấy sẽ không gây tiếng bụp ra loa. Đây sẽ giới thiệu cho anh em này. Đằng sau của nó anh trước nhá. Để anh em nhìn đấy. Đấy. Thì nó có 8 ổ cắm này, từ s 1 đến s 8 anh em thấy là tất cả các ổ cắm nhá đều là các cái lá đồng. Lá đồng rất là dày. Đây em sẽ quay gần lại cho anh em nhá. Các lá đồng rất là dày này và bên trong của nó đều có các cái mút ổ cắm nhá. Đấy, một dòng quản lý nguồn rất là cao cấp có mút ổ cắm màu đen này. Khi anh em cắm vào mút rất là chặt. Đấy và từ C1 đến xe 8 ở đây. Anh em cắm các cái men đẩy từ 8 7 6 thì khi mà tắt nó sẽ tắt từ các cái cái cổng 8 trước lúc lúc đó sẽ gây không gây tiếng bùm ra loa. Ok chưa ạ? Và một chức năng nữa nó sẽ chống cháy chập quá tải rất là tốt khi xảy ra sự cố điện nhá thì A này sẽ nhảy này đấy, A này sẽ nhảy lúc đấy là sẽ dập tất cả các thiết bị điện em đấu vào được an toàn và A này thì thật sự em nó rất là khủng thông số của nó thì rất là khủng đấy nhá A là C 63 với điện thế từ 50 Hz và đến 400 V và con này ambe uh, ampe của nó là 6000 ampe cơ. Đấy rất là khủng cho anh em. Những dòng át uh, cực kỳ là khủng cho anh em luôn. Và một chức năng nữa để giới thiệu cho anh em là một chức năng là có lọc nguồn đầy đủ nhá phiên bản cao cấp nó sẽ có đầy đủ các cuộn lọc nguồn ở các ổ cắm anh em có thể thấy nhá ngoài các dơ le đây đây là các dơ le để khi sự cố điện dơ le này sẽ báo đến át át sẽ nhảy đấy át sẽ nhảy còn có một chức năng nữa là các cái cuộn lọc nguồn này sẽ giúp cho anh em lọc những nguồn điện sạch đấy cái tụ lọc nguồn điện vào điện ra này đấy điện vào đây điện ra đây điện ra ổ cắm đây và qua những cái cuộn lọc nguồn này giúp cho anh em là lọc những nguồn điện sạch đấy giảm ù xì cực kỳ là tốt cho các thiết bị âm thanh cũng như là tăng tuổi thọ độ bền linh kiện điện tử cái, cái, cái cuộn này sẽ giúp cho anh em lọc những nguồn điện sạch nhá điện sạch sẽ giúp là các cái linh kiện điện tử ấy tỏa nhiệt ra nó không tỏa nhiệt ra ít hơn so với bình thường lúc đấy là bảo vệ cho anh em là linh kiện điện tử tuổi thọ nó cao hơn rất là nhiều đấy và đây những chiếc quả những nguồn rất là đẹp đặc biệt phiên bản này có màn hình nét cực kỳ khủng cho anh em nhá hàng chính hãng của DK Pro màn hình nét rất là khủng và ngày hôm nay nhá bên em sẽ bán cho em một mức giá cực kỳ là tốt đây em sẽ quay cho anh em là đây ở hãng website của hãng này đang bán cho anh em là những chiếc quản lý nguồn pg 980 tám ls này với giá là hai triệu chín trăm nghìn hàng chính hãng đấy hàng đây là hàng chính hãng nha cho anh em nhé và ngày hôm nay nhá em đã làm việc với hãng và sẽ giới thiệu sản phẩm đây là video giới thiệu sản phẩm mới bên em sẽ giảm giá bán giá không lợi nhuận cho anh em luôn giá cực kỳ là tốt và đặc biệt ngày hôm nay tặng thêm cho một bộ pin sạc đến từ đất bồ bông một bộ pin sạc bao gồm 4 quả sạc và một đốc sạc giá tốt cho anh em như mua những chiếc quản lý nguồn này sẽ được miễn phí ship và tặng thêm một bộ pin sạc anh em nhé và giá thì giá web ở trên hãng là 2 triệu 900 nghìn đây 2 triệu 900 nghìn đúng không ạ Đấy, hàng chính hãng của DK Pro nhưng ngày hôm nay nhá em bán cho anh em chỉ có 1 triệu 250 nghìn ok chưa em mua hàng nhắn tin cho em chốt quản lý nguồn DK 1 triệu 250 nghìn bên em bao ship cho anh em và tặng thêm cho một bộ pin sạc đến từ đắp bộ bầu trị giá 190 nghìn đấy giá cực kỳ tốt giá 5 con này là 5 con đầu tiên em giới thiệu sản phẩm nên em bán giá cho anh em một, một mức giá cực kỳ tốt nhá sau 5 con này sẽ giá sẽ đẩy đẩy về đúng giá hãng cho anh em đấy chỉ còn 5 con duy nhất cho bác nào nhá 5 bác nào nhanh tay đây nhá chốt quản lý nguồn DK nhắn tin cho em nhá 1 triệu 250 nghìn Bên em bao ship và tặng thêm cho em một bộ pin sạc Đắp power trị giá 190 nghìn Giá cực kỳ tốt Một dòng quản lý nguồn cao cấp nhất Đến từ DK Pro Có màn hình nét rất là khủng này Màn hình nét này Và chống cháy chập quá tải Bật tắt từng cổng Cũng như là có chế độ lọc nguồn Và tất cả các ổ cắm đều là các lá đồng có mút Chân chân ổ cắm cực kỳ là cao cấp nhá Anh em theo dõi video tiếp tục ủng hộ Thế anh em luôn nhá Hoan hỉ cho bên em xin like một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ thế ạ Xin cảm ơn anh em.